Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay, một chủ đề về trang sức mà sản phẩm lần này vô cùng đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt vì sản phẩm này chưa ai có và chưa ai làm. Sản phẩm này hiện tại độc quyền tại Kỳ Lân Luxury. Đây là những cái nút áo bằng vàng đến kim cương, độc quyền bởi Kỳ Lân Luxury. Tất cả những nút áo này được đúc ra, làm ra từ vàng nguyên khối, đúc ra AU750 và đính kim cương. Đặc biệt biểu tượng chính giữa của cái nút áo chính là logo vương miện, logo của sự cao quý, sang trọng, quý tộc, và đặc biệt là thể hiện một sự vươn lên dẫn đầu, một sự đứng đầu, một sự là dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi. Mỗi chiếc nút này đều được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra, và đó chính là vàng AU750 18K chuẩn châu Âu, với công nghệ nén vàng chuẩn và không bị bọt, cực kỳ đẹp, sáng và sắc nét chi tiết. Cộng với kỹ thuật chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury thì sản phẩm nút áo này trở nên thành một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Và ở vòng tròn ở ngoài thì Kỳ Lân có đính full kim cương tròn, rất dễ thương, rất chiếu lấp lánh. Biểu tượng logo là vương miện. Logo vương miện là biểu trưng cho một cái sự cao quý, sang trọng và một sự dẫn đầu, và cũng là biểu trưng của sự quyền lực. Và kể cả cái ghim kéo Kỳ Lân đang sử dụng cũng là logo vương miện, logo của sự cao quý, sang trọng, quyền lực, và logo thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi. Logo này cũng được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 và đính 3 viên kim cương vuông ở trong cái logo, vừa kết hợp giữa vàng nguyên khối và kim cương thiên nhiên vô cùng đẹp. Bởi vì những viên kim cương này là Kỳ Lân tuyển chọn những viên đẹp nhất trong những lô viên kim cương đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Kể cả cái mặt dây thắt lưng của Kỳ Lân cũng vậy, kết hợp giữa vàng trắng và vàng hồng, đính 3 viên kim cương vuông vô cùng sáng chói trong cái logo vương miện này. Và kể cả đôi giày Kỳ Lân đang sử dụng, logo này được đúc từ vàng nguyên khối ra AU750 và 3 viên kim cương tuyển chọn. Logo vàng khối và 3 viên kim cương tuyển chọn. Cái túi xách này cùng màu với cùng tông, cùng combo với đôi giày Kỳ Lân đang mang. Và đây là cái biểu tượng bằng vàng nguyên khối, nguyên miếng vàng nguyên khối rất dày và to, và đính kim cương lên chữ Kylan, cũng là thương hiệu tiếng Anh của Kỳ Lân Luxury. Và kể cả cái túi clutch Kỳ Lân đang sử dụng, tất cả sản phẩm đồ da của Kỳ Lân đang giao lưu với tất cả quý khách, thì tất cả sản phẩm đồ da của Kỳ Lân cũng đều gắn logo bằng vàng nguyên khối và đến kim cương. Logo này đó chính là logo vương miện luôn. Tất cả sản phẩm logo vương miện bằng vàng nguyên khối và đến kim cương của Kỳ Lân là sản phẩm vô cùng đặc biệt. Một cái logo vương miện biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng, quyền lực và sự dẫn đầu, và được làm từ vàng nguyên khối đến kim cương thiên nhiên, kim cương vuông đẹp nhất, với công nghệ vàng chuẩn nhất, không bị bọt, vàng cực kỳ đẹp, sáng bóng, thì chắc chắn rằng tất cả những chi tiết còn lại của sản phẩm sẽ rất là đặc biệt và giá trị. Bởi vì logo đã giá trị rồi thì chắc chắn rằng sản phẩm, chi tiết của chúng ta sẽ vô cùng giá trị. Thì đó là những cái điều mà Kỳ Lân luôn luôn nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, bởi vì vốn dĩ nó như vậy. Và sản phẩm Kỳ Lân đang sử dụng cũng vậy. Đây là cái túi clutch. Và cái logo này cũng là logo vương miện, biểu trưng của sự cao quý, sang trọng, quyền lực, và đặc biệt là thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi trong thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Và logo bằng vàng nguyên khối, đến 3 viên kim cương tuyển chọn. Kể cả túi dành cho nữ cũng vậy. Logo vẫn là vương miện, vàng nguyên khối, kim cương thiên nhiên. Những đôi giày, những đôi dép. Đây, cái đón này cũng là logo vương miện. Logo này rất to, bởi vì cái nón nên Kỳ Lân sẽ cho cái logo to hơn những cái logo bình thường. Cái logo này bằng với cái khuy kề ghim kề áo của Kỳ Lân. Túi clutch nhỏ này cũng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết lại cái nút áo khi chưa gắn vào áo sẽ như thế nào. Đây là mặt sau của nút áo,
vàng óng ánh rất đẹp và có lỗ để xỏ chỉ. Và đây là mặt chính diện của cái nút áo này. Đây là cái logo Vương Miện, logo Vương Miện của Kỳ Lân Luxury, biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng, quyền lực, và một cái logo thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi sản phẩm. Và cái vành tròn này là đến hết kim cương thiên nhiên, rất chiếu, rất đẹp, lấp lánh. Thì khi mà quý khách đặt những cái sản phẩm nút áo của bên Kỳ Lân Luxury á, thì quý khách sẽ được yêu cầu chọn lựa là màu vàng gì. Ví dụ như đây là màu vàng hồng Ru Gold. Màu này đang là hot hiện tại. Nếu như quý khách muốn làm cái nút áo này thành màu vàng giống chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo, hoặc là màu vàng chanh, thì Kỳ Lân sẽ làm cái nút áo này là màu vàng hoặc vàng chanh theo đúng yêu cầu. Nếu quý khách muốn làm vàng trắng đến kim cương, Kỳ Lân sẽ làm là vàng trắng áo 750 cho quý khách. Rồi bây giờ mình đã xem dung nhan tuyệt vời của sản phẩm rồi. Bởi vì sản phẩm cao cấp và đặc biệt là sản phẩm luxury, thì những sản phẩm này phải vô cùng đặc biệt về độ hoàn thiện, độ thẩm mỹ và độ chi tiết sắc nét, độ hoàn hảo nhất thì mới gọi là sản phẩm cao cấp và luxury. Khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm lớn của các thương hiệu khác ở trên toàn thế giới, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Một sản phẩm nhỏ thôi nhưng mà rất là chi tiết, và nội chất lượng vàng thôi cũng vô cùng đẹp, óng ánh, và công nghệ nén vàng đặc biệt không bị bọt, và vàng luôn luôn ở tình trạng sáng bóng, giữ chuẩn màu, không có bị đổi biến dạng màu. Một số vàng không chuẩn hay bị biến dạng màu, và người ta dùng từ là bị vàng bã chầu để cho nó thể hiện sự đẹp, nhưng không phải, nó là bị chưa chuẩn. Một sản phẩm cao cấp về đồ kim cương thì sẽ tuyển chọn từng viên một. Ví dụ như chiếc nút áo này có rất nhiều viên kim cương nhỏ trên vòng tròn này, thì Kỳ Lân sẽ tuyển chọn từng viên một đẹp nhất trong những lô viên kim cương đẹp nhất, và sau đó Kỳ Lân sẽ tuyển chọn lại một lần nữa, đồng nhất với nhau về độ kích thước, độ đẹp và độ chuẩn, đồng bộ với nhau để đưa vào thì nó mới là hoàn hảo, chứ không phải là cứ đúng là kim cương thấy giống tựa là kích thước ngang là bỏ vào sẽ lấm chỏm và nó không có đẹp. Và đặc biệt máy móc hiện đại chuyên nghiệp chuyên dụng cho dịch vụ cao cấp đồ luxury của Kỳ Lân Luxury, thì tỷ lệ chia hột này cũng cực kỳ chuẩn, và làm cháo hột, gắn hột vào thì nó rất là đẹp và vô cùng tinh tế, nó đều từng cháo với nhau. Và để thể hiện điều đó chính xác, Kỳ Lân sẽ chuẩn bị dời qua cái máy để soi. Và nói đến về chất lượng của kim cương khi gắn vào cháu trên tất cả sản phẩm trang sức của Kỳ Lân Luxury, thì hầu như là tỷ lệ rất hột gần như là bằng không. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về trang sức cao cấp, sẽ hoàn hảo tất cả mọi chi tiết rất là kỹ, từ chọn hột, kỹ từ đúc vàng, kỹ từ chia ổ hột, kỹ từ nhận hột, và kỹ thuật chuyên nghiệp của kỹ thuật khi nhận từng viên một và check kiểm tra lại từng viên một, đảm bảo được tuyệt đối thì Kỳ Lân mới đi bắt đầu hoàn thiện, giám định lại tất cả đầy đủ giấy tờ và để bàn giao cho tất cả quý khách, để cho tất cả quý khách được xem rõ. Mình sẽ soi, mình sẽ đưa vào máy móc chuyên dụng để mình soi. Đây, trên màn hình rất là rõ luôn. Bình thường mắt thường mình nhìn vào mình sẽ khó thấy, bởi vì nó nhỏ và mình không thấy được những chi tiết. Thì khi mình đưa vào đây á, mình sẽ soi được này, kể cả vàng luôn. Cái chất lượng vàng ở đây vô cùng bóng, sáng, và vì là sản phẩm cao cấp và vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên đồ luxury, nên khi thực hiện sản phẩm này, Kỳ Lân sẽ hoàn thiện từng chi tiết một nè. Vàng thì đúc từ vàng y đúc ra thành AU750 với hội chuẩn thì ra màu chuẩn và không bị biến dạng màu sắc, và công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn theo chuẩn châu Âu, và vàng không bị bọt. Thấy nhỏ vậy thôi nhưng nặng vàng. Chúng ta đeo một số đồ cao cấp của các hãng lớn trên thế giới cũng vậy, cũng cùng công nghệ với Kỳ Lân như vậy. Và vàng từ vàng y đúc ra và nén vàng chuẩn, vàng cực kỳ đẹp, sáng bóng. Sau đó từng viên kim cương này Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một. Đầu tiên là Kỳ Lân sẽ chọn những lô kim cương đẹp nhất, sau đó Kỳ Lân sẽ chọn những viên kim cương đẹp nhất trong những lô kim cương đó. Và chọn xong rồi, khi đưa vào đây thì Kỳ Lân sẽ chia theo tỷ lệ ổ hột và cho nó đồng nhất, đẹp và chuẩn tỷ lệ với nhau, để khi Kỳ Lân chọn được từng viên một thủ công, Kỳ Lân đưa vào đây để cho những viên này nè
nó sẽ đồng nhất với nhau về kích thước độ đẹp. Đặc biệt là cháu máy, nên là sẽ từng cháu nó sẽ đẹp như nhau, không có lõm chõm, không có to nhỏ giống cháu tay, lõm chõm không có, mà rất đều, rất đều, rất đều. Và những cháu này làm bằng máy móc chuyên dụng để mà mình xử lý nó. Kể cả những cái cháu tay Kỳ Lân làm cũng vậy, cực kỳ kỹ từng viên một. Sau khi làm xong, lấy máy dò lại từng viên một, kiểm tra thử có viên nào không đạt không. Nếu mà không đạt xử lý ngay lập tức. Thì chính vì vậy, sau khi mình kiểm tra hết, mình nghiệm thu, mình đi làm giấy giám định, xong đó mình mới bàn giao cho quý khách hàng. Nên quý khách yên tâm tuyệt đối về vấn đề đó. Một cái máy này mình có thể soi được hộp nè, soi được chất lượng vàng, và kể cả mặt bên trong đẹp hơn mặt ngoài nữa. Đây rất rõ luôn. Rất đẹp. Và sau đó chúng ta sẽ soi mặt sau. Chất lượng vàng đẹp như mặt ngoài. Đó là sản phẩm luxury. Sau khi mình kiểm tra bằng máy soi thì mình sẽ dùng những cái bút chuyên dụng để mình thử từng hộp kim cương. Kết hợp với kiến thức cũng như kinh nghiệm chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury cộng với những thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, Kỳ Lân sẽ thực hiện kiểm tra qua video cho quý khách xem. Tuy nhiên, tất cả sản phẩm sau khi trước khi bàn giao đến tay quý khách hàng thì Kỳ Lân sẽ đem những sản phẩm này đến những trung tâm, những trung tâm được cấp phép giấy giám định cho chúng ta, thì mình sẽ đem sản phẩm đến và họ sẽ kiểm tra. Chỉ cần trong này họ kiểm tra mà có một viên kim cương, trong nhiều viên kim cương này mà chỉ cần có một viên kim cương mà không chuẩn thôi, họ sẽ không làm, họ sẽ không nhận, họ sẽ trả lại ngay. Vì vậy, không được để lọt một viên kim cương nào mà không chuẩn này cả. Mình sẽ đến giám định phổ vàng, thử đúng là AU750 hay không, và đúng phải là kim cương thiên nhiên và có đẹp hay không. Mình sẽ đến nơi đó, như là trung tâm BNG, Duji, SGC. Sau khi Kỳ Lân đem những sản phẩm của mình đến những trung tâm được cấp phép, cấp giấy chứng nhận giám định sản phẩm, và họ sẽ kiểm tra sản phẩm của Kỳ Lân. Sau đó họ sẽ kiểm tra từng tất cả những chi tiết mình yêu cầu, ví dụ như là vàng nè, vàng bao nhiêu, kim cương gì đẹp như thế nào, rồi họ sẽ chứng nhận cho chúng ta bằng giấy chứng nhận, họ chụp hình sản phẩm, họ in lên và họ dán tem lại, hoặc là họ cho chúng ta một cái link để mà chúng ta truy cập online luôn, được chứng nhận bởi những công ty này, công ty họ đóng mộc đóng dấu vào rất là bài bản chuyên nghiệp, nên quý khách sẽ yên tâm vô cùng. Và tiếp tục ở đây, Kỳ đang sử dụng những cái bút chuyên dụng của mình. Nếu như là kim cương thì cái bút sẽ đọc to lên là gì, xin mời quý khách xem ạ. Diamond, nó sẽ đọc là Diamond. Và clip tiếp theo, Kỳ Lân sẽ giới thiệu về cái phi măng xét để cài cổ tay áo. Và cái phi măng xét này cũng được làm từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 và cũng đến kim cương thiên nhiên tuyển chọn, logo vương miện của Kỳ Lân Luxury. Và nếu như quý khách muốn làm những cái logo, những cái tên, những cái hiệu riêng của mình hay bất cứ cái gì, chi tiết gì thì cứ đưa những cái yêu cầu đó cho Kỳ Lân và Kỳ Lân sẽ thực hiện nguyên một combo những cái đồ chi tiết cho tất cả quý khách. Và kể cả cái ghim kẹo Kỳ Lân cũng vậy. Nếu như quý khách muốn làm những cái ghim kẹo như Kỳ Lân mà có logo của mình, hoặc là biểu tượng của mình, hoặc là tên của mình, thì Kỳ Lân sẽ làm. Và cái ghim kẹo này sử dụng được nhiều chức năng đặc biệt. Ví dụ như hiện tại là Kỳ Lân đang dùng ở trên ngay cái phần này, rất đẹp. Nhưng ngày mai Kỳ Lân không thích dùng ở đây nữa, Kỳ Lân sẽ lấy một cặp Kỳ Lân sẽ dùng ở đây. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ demo. Hồi nãy là Kỳ Lân gài ở đây, bây giờ Kỳ Lân không gài ở đây, mà Kỳ Lân gài ở trên cái cổ. Bây giờ Kỳ Lân cài trên cái cổ này, có thể mình cài một cái, hoặc là mình cài hai cái hai bên cũng được. Bởi vì cái nút kẹo này, cái ghim kẹo này của Kỳ Lân dùng được nhiều chức năng, nhiều vị trí chức năng khác nhau. Ví dụ như là ở trên phần này, hoặc là phần cổ này, Kỳ Lân có thể làm một cái sản phẩm có thể cài luôn cả cái chỗ mà cổ tay áo được luôn. Thì do nhu cầu, yêu cầu của quý khách thôi, Kỳ Lân sẽ làm đáp ứng được tất cả những chi tiết cho quý khách. Có quý khách thì bảo với Kỳ Lân là nếu như em đeo trên cổ này thì em đeo một cái cũng được, cũng đẹp. Nhưng cũng có quý khách bảo là không, em phải đeo hai cái hai bên sẽ đẹp. Thì tùy vào mỗi cái sự nhìn nhận khác nhau. Nên khi quý khách đặt hàng thì mình sẽ đặt một cặp cũng được, rồi sau đó mình dùng một cái hoặc một cặp thì tùy mình. Nếu như Kỳ Lân không dùng cái phim set để cài cái chỗ cái cổ áo này, thì Kỳ Lân sẽ dùng hết tất cả những cái nút màu đen này. Kỳ Lân sẽ thay hết thành
vàng nguyên khối, đính kim cương và logo vương miện này. Kỳ Lân sẽ cài thay vào là cái nút áo này, thay vào đây, thay hết luôn thì sẽ đồng bộ. Khi mà chúng ta tra những cái nút áo bằng vàng nguyên khối và kim cương logo vương miện này vào đây, thì khi chúng ta muốn dùng cái filament set thì chúng ta sẽ mở ra, mở nút áo ra và lặn lại một len. Và nếu như chúng ta dùng cái filament set thì tất cả những nút áo sẽ đưa vào trong khi chúng ta lặn lại một len này. Và cái nút cái mặt tiền của cái filament set nó sẽ lộ ra như thế này, nó sẽ nổi như này, rất là đẹp, rất là dễ thương. Và clip về những chiếc filament set cài cổ tay áo sẽ được Kỳ Lân review giới thiệu trong clip tiếp theo. Và nếu như chúng ta không dùng filament set thì chúng ta sẽ tra tất cả những nút áo này vào đây, thì tùy vào mỗi ngày mỗi lúc chúng ta sẽ có những cái muốn phối khác nhau. Ví dụ như lát nữa xong clip, Kỳ Lân sẽ tra tất cả những cái nút áo vô cái tay áo này. Hoặc là chúng ta có thể làm ba cái ghim kẻ áo để cài vào hai bên cổ nè, cũng đẹp. Và một cái mình gắn vào đây cũng đẹp, nhưng mà nó sẽ nhiều quá. Mình nên làm ba cái mình để mình dùng cho những cái trang phục nào nó có thể dùng được ba cái. Nên một là chúng ta sẽ dùng hai cái hai bên cổ áo này để tương đồng với nhau, đối xứng với nhau rất đẹp. Hai là chúng ta không dùng cài trên hai cái cổ áo này mà chúng ta ghim một cái ngay đây, ghim một cái thôi, bởi vì đã có hàng nút áo đẹp rồi, cộng với nút tay áo cũng đẹp rồi, hoặc là cái filament set cài vô vẫn đẹp rồi. Một điều đặc biệt, vô cùng đặc biệt nữa, so với cái bộ nút áo bằng vàng và kim cương logo vương miện của Kỳ Lân Luxury, thì Kỳ Lân cũng dùng cái kính của mình, cái kính hình tròn hoặc hình vuông hoặc hình chữ nhật hoặc hình thù gì Kỳ Lân cũng có thể làm được. Và đặc biệt trên cái kính này, tại sao Kỳ Lân nói đặc biệt so với bộ nút này, bởi vì hai bên cái kính là hai cái logo vương miện, có đến 3 viên kim cương trên mỗi cái logo. Và cái kính này được đúc hoàn toàn từ vàng, đó là vàng nguyên khối đúc ra AU750. Tất cả chi tiết trên kính này màu vàng là vàng nguyên khối đúc ra AU750 hết. Rất là đẹp, rất là sáng, rất là sang. Hai bên là hai cái logo vương miện cũng đúc bằng vàng nguyên khối. Chỗ này đó là 3 viên kim cương tròn rất dễ thương. Thì tùy vào nhu cầu của khách, 6 viên thì rất chiếu. Nhưng mà đối với Kỳ Lân thì Kỳ Lân thấy 3 viên như thế này là hài hòa rồi. Hài hòa so với kính này. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên thiết kế đồ cao cấp nên nó phải hài hòa, nó phải tinh tế, nó phải hoàn hảo. Hoàn hảo sản phẩm là một chuyện, nhưng nó phải hài hòa và tinh tế với nhau. Đó mới là sản phẩm cao cấp nữa. Nguyên một combo từ giày, dây thắt lưng, nút áo, kính, túi clutch đều là logo vương miện. Và logo vương miện được đúc từ vàng nguyên khối AU750, đính kim cương thiên nhiên. Và chiếc kính này, chiếc kính mang tên Kỳ Lân Luxury này, chiếc kính được làm từ vàng nguyên khối, chiếc kính được đính kim cương thiên nhiên, chiếc kính có logo vương miện của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân đã review ở clip trước rồi. Quý khách có thể xem chi tiết lại, thật chi tiết lại ở trên kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như là trên fanpage của Kỳ Lân, cũng như là trên TikTok, cũng như là trên website Kỳ Lân Luxury . Và clip tiếp theo nữa, Kỳ Lân sẽ review về sợi dây chuyền logo vương miện của mình, logo vương miện bằng vàng nguyên khối đến kim cương. Hiện tại là Kỳ Lân đang đeo sợi dây chuyền được đúc theo mẫu điện thoại Vertu. Và Kỳ Lân xin mời tất cả quý khách xem sau khi Kỳ Lân gắn nút áo bằng vàng đến kim cương thiên nhiên có logo hình vuông miệng của Kỳ Lân Luxury lên chiếc áo thun, áo polo mà Kỳ Lân đang sử dụng. Đây là một chiếc áo thương hiệu, và thương hiệu này hầu như rất nhiều người biết đến, đó chính là thương hiệu Gucci. Và chiếc áo này Kỳ Lân mua là trên 19 triệu đồng. Đợt Kỳ Lân mua thì nhiều sản phẩm chung thì nên là nhiều, nên Kỳ Lân không có nhớ chính xác giá là bao nhiêu, nhưng mà Kỳ Lân chỉ nhớ là trên 19 triệu. Và lúc mua về thì trên cái cổ áo sẽ có 3 cái nút chất liệu thông dụng mà các hãng thời trang hay làm. Hai cái nút này màu nó khác một chút xíu với cái nút này, và cái nút này nằm ở trên ngay trên phần trên cổ này nè. Và sau khi mua về thì Kỳ Lân tháo 3 cái nút này ra. Ở clip trước thì ở những clip trước luôn, Kỳ Lân có bận cái áo này với 3 cái nút nguyên bản. Kỳ Lân review rất nhiều sản phẩm tại showroom của Kỳ Lân Luxury rồi.
quý khách thể xem lại trên đó. Trên clip này Kỳ Lân bỏ cái công đoạn là ngồi tháo nút ra, nên là Kỳ Lân tháo sẵn rồi, Kỳ Lân quay luôn. Và Kỳ Lân cũng tra cái nút vào sẵn lên cái áo Gucci này rồi. Thì đây là ba cái nút bằng vàng, vàng y đúc ra AU750 và đến kim cương vòng tròn ngoài, full kim cương tròn luôn. Và cái logo Vương Miện Kỳ Lân Luxury ở chính giữa, cái logo của biểu tượng của sự cao quý, sang trọng, quyền lực, và một cái logo thể hiện sự dẫn đầu trong cuộc chơi. Một cái áo thương hiệu, một cái áo giá trị, và được đưa hai bộ nút thành một bộ nút vô cùng giá trị nữa. Giá trị cộng giá trị thì thành rất giá trị. Và đặc biệt đi kèm với những cái nút áo bằng vàng đến kim cương, logo Vương Miện của Kỳ Lân Luxury, thì kèm với đó là cái logo, cái ghim cài áo logo Vương Miện đúc từ vàng nguyên khối luôn, và đến 3 viên kim cương vuông lên trên trong cái logo Vương Miện này. Một sự phối hợp vô cùng đặc biệt. Và ở dưới dây thắt lưng này thì Kỳ Lân sử dụng cái mặt dây mặt bằng vàng nguyên khối Hermes đến kim cương thiên nhiên. Hồi nãy Kỳ Lân bằng áo sơ mi thì Kỳ Lân kết hợp với cái dây thắt lưng màu cùng với đôi giày và cái logo Vương Miện luôn. Còn ở đây thì Kỳ Lân thay vào đây là sợi dây thắt lưng Hermes, và đây là nguyên cục vàng khối đúc ra và đính kim cương thiên nhiên. Và khi Kỳ Lân sử dụng cái dây thắt lưng màu vàng này thì Kỳ Lân sẽ đi kết hợp với cái túi clutch cùng một combo, cùng một chất da, cùng một con da, là một sự kết hợp. Và có thể mang đôi giày này thì Kỳ Lân có thể kết hợp với cái nón này, là một cặp, một combo. Nó trong một combo có nhiều sản phẩm như là nón, giày, dép, áo khoác, dây thắt lưng, vân vân. Hoặc là Kỳ Lân có thể kết hợp cái nón này cũng có logo chữ Kaelin, logo bằng nguyên miếng vàng khối dài lắm, Kaelin, cái nón bằng da cá sấu phủ bột vàng. Hoặc là cái nón này mình có thể kết hợp với những cái sản phẩm phù hợp. Hoặc là cái nón này thì đi dưới với đôi giày nè, thì có logo nguyên miếng vàng Kaelin. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên tất cả sản phẩm đồ cao cấp như là thời trang, trang sức, điện thoại và đồng hồ, và một số sản phẩm chuyên dụng cho những người muốn mua những sản phẩm cao cấp luxury. Thì thời trang thì mình có thể kết hợp nhiều sản phẩm với nhau, rất nhiều màu sắc. Ví dụ như hồi nãy Kỳ Lân nói rồi, dây thắt lưng này thì Kỳ Lân sẽ đi với túi này, đôi giày này Kỳ Lân sẽ đi với nón này, hoặc là Kỳ Lân sẽ tìm những cái sản phẩm phù hợp để kết hợp với những cái nón này, hoặc là nón kia, hoặc là một số túi xách khác. Rồi bây giờ mình sẽ đi so sánh hai cái nút. Chất liệu này là chất liệu cao cấp, nút cao cấp. Hầu như được tất cả các hãng thời trang lớn cao cấp sử dụng chất liệu này để làm nút cho đẹp, cho sang và giá trị. Còn đối với Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ tạo một cá tính riêng cho mình, tạo một sự khác biệt riêng cho mình, tạo một dấu ấn riêng cho mình, tạo một sự đẳng cấp và đặc biệt vô cùng, gây một ấn tượng vô cùng to lớn. Bởi vì cái điều này, vì sao Kỳ Lân nói vậy? Bởi vì Kỳ Lân nghĩ thôi, là cái nút áo bằng vàng thì không biết như thế nào ở ngoài kia, nhưng Kỳ Lân là người đầu tiên làm nút áo bằng vàng đến kim cương vòng tròn ngoài và có logo Vương Miện bên trong. Đây là sản phẩm độc quyền của Kỳ Lân Luxury. Đây, kích thước thì Kỳ Lân làm như nhau. Kỳ Lân sẽ căng có 0,58g, 0,58g. Vậy thì cái nút bằng vàng đến kim cương logo Vương Miện của Kỳ Lân Luxury sẽ là bao nhiêu gram? Kỳ Lân xin phép lấy cái nút này ra. Nguyên miếng, nguyên cục vàng khối đúc ra nè, thành AU750 nè, đúc đặt ra luôn theo chuẩn công nghệ châu Âu, như cái hãng Hermès họ cũng đúc vậy. Thấy nhỏ vậy nhưng mà rất nặng, rất chắc chắn, vàng chuẩn với hội chuẩn, không thay đổi màu sắc, và vàng vô cùng sáng bóng và nặng. Wow, 1,89g với trọng lượng 1,90g, 1,89g, 1,90 thì sẽ là tầm nửa chỉ vàng. Một cái nút áo là nửa chỉ vàng,
và bao gồm có đến những viên kim cương tròn xung quanh. Bởi vì đây là sản phẩm được đúc từ vàng nguyên khối, đúc ra AU750 cộng với hội chuẩn nên là màu rất đẹp, công nghệ nén không bị bọt, vàng cực kỳ chuẩn, sáng bóng. Nó sáng như vậy hoài à, lâu lâu nó cũ theo thời gian thì chúng ta sẽ dùng cái khăn lau vàng lau lại là như mới, cực kỳ đẹp. Sẽ có cái khăn chuyên dụng lau vàng thì là sẽ gửi kèm cho quý khách nếu đặt sản phẩm này. Đối với áo thun áo polo thì 3 nút là tương đương với 1,5 chỉ vàng AU750 và đến những viên kim cương tròn trên cái ba cái nút áo và logo vương miện. Vậy cái áo sơ mi lúc nãy thì hàng giữa là 6 nút với 1 nút trên cổ để gài khi bạn đồ vest. Thắt cà vạt là 7 với hai bên tay áo thì mình có thể làm 2 nút hoặc 3 nút. Thì ngay chỗ cổ tay này thì mình dùng 2 nút hoặc 1 nút với 1 nút ngay khuỷu tay dưới đây nữa, gần khuỷu tay dưới đây. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của chúng ta, mình có thể làm 12 cũng được, 2 nút thì đẹp ha. Và bây giờ Kỳ Lan cài thử hết cái nút vào. Đầu tiên là cài nút dưới rồi, nút thứ hai. Rồi sau đó Kỳ Lan cài luôn nút thứ ba vào. Thì sẽ như thế nào? Cái nút áo này thì hồi nãy cái lúc mà Kỳ Lan review bằng áo sơ mi thì Kỳ Lan có nói rồi, đây là bằng hồng. Thì quý khách muốn làm bằng vàng, bằng chanh, bằng trắng thì Kỳ Lan sẽ làm theo đúng cái màu yêu cầu của khách. Mình nhưng mà tất cả sản phẩm Kỳ Lan làm đều là vàng AU750 nha, vàng y đúc ra AU750 và kim cương nếu đính thì sẽ là đính kim cương thiên nhiên. Rồi và bây giờ Kỳ Lan sẽ tháo một nút trên cổ ra để 2 nút ở dưới thôi. Còn khi mà mình muốn mát mẻ hơn một chút xíu thì mình sẽ tháo luôn một nút ra, mình dùng một nút dưới. Chứ còn khi ít khi thấy mình không cài nút nào thì nó hơi kỳ, thường thì phải cài một nút hoặc 2 nút. Cái nút này mình không gài lại cũng là một điểm nhắn nha. Khi người ta nhìn vô nó sẽ dao động mình, nó sẽ lấp lánh giữa cái độ sáng bóng của vàng y đúc ra 750 cộng với kim cương thiên nhiên, những viên đẹp nhất, tuyển chọn đẹp nhất, xuất sắc nhất, nó sẽ hòa quyện với nhau về ánh sáng, độ lấp lánh, độ chiếu, sẽ là một điểm nhắn rất là hay, giống như chúng ta đeo một cái logo ở đây vậy. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Hãy đón xem clip tiếp theo về Fima Set bằng vàng và kim cương, logo, hình logo vương miện, biểu trưng của sự cao quý, sang trọng, quyền lực và đặc biệt là sự thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi trong thời gian sắp tới. Vì vậy, rất mong rằng tất cả quý khách hãy ủng hộ Kỳ Lan bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lan cũng như là like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lan hoặc follow kênh TikTok của Kỳ Lan để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới nhé. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm Kỳ Lan Luxury, hoặc gọi trực tiếp vào số hotline cũng như kết nối qua Zalo số 0901247247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lan Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin hãy kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.